Hello và chào mừng anh em đến với channel của mình. Và clip hôm nay thì mình sẽ chơi với lại cùng team và bay vào khu vui chơi nghỉ dưỡng này để tìm phải lấy gan nhé. Mọi người chờ đã, tụi mình đi nhặt đồ đã. Không khí đọc comment cái là hết đồ liền. Khu này clear à? Nãy không có ai bay vào. Ủa kìa. DB này. À, phải lấy gan này. Thật luôn. Có luôn à? À đâu, cái bán thuốc sơn thì giống phải lai gan vậy. Nhìn mắt mũi gì như lìn vậy. Ui thính vàng à. Vậy ui. Kìa chạy kìa. Đâu nhờ. Ui. Bắn đâu ấy. Xe. Ai ai. Ai mini mini silent bắn mình. Đâu chỗ trên kia ấy, mình vẫn chưa nhìn thấy cơ. Ờ, ô tô nha. Đây này. Mày chạy này. Thanh niên lại chèo xe này. Ôi. Đâu nhỉ? Mình đi sai lần đứng đâu bắn đấy nhở, sao mình không thấy nhở. Rồi, clear rồi. Rồi. Cứu. Trời ơi. Mẹ thật. Chia nhau ra cứu đi. Anh cứu Hùng đi. Mình sẽ cứu Phúc. Ok, chào mọi người nha. Mọi người coi ra xin có lá chưa? Ôi Phúc ơi, anh quăng nhầm nét rồi Phúc ơi. Quẹt. Sợ lì. Mau mau tô anh xin tỉnh. Anh em check kỹ khu nhà này này. Để em có một tiền luôn. Ồ có kìa, tầng 3. Có. Tầng 3, tầng 3. Đứng trên đầu kìa. Lên luôn. Ui. Không lên luôn anh em ạ. Ui hay quá anh ơi. Hay em ấy. Ê Nguyên anh. Mẹ có đấy tự nhiên thấy nó đập mặt vào mình, giật cả mình luôn. Tay cuống này. Từ từ. Còn thế chưa? Mới đốc thôi. Rồi rồi. Vẫn đang còn. Tiếp rồi em gạt rồi, em gạt. Gạt. À. Vâng. Xong rồi hết rồi anh ơi, cho cái chết phát này. Ô, ca sa lần kìa. Chết phát, chết phát. Nhà đối diện môn, nhà đối diện môn. Anh chết phát này. Ồ, à đấy, clear rồi. Bố rồi. Chết luôn rồi à? Mỗi phiên. Đâu trách bát đâu em. Em dưới kìa. Ok em. Anh sao dư nha. Ok, chào mọi người. Ô, clear rồi. Clear rồi. Clear rồi, Phúc bắn cái là zip liền. Vậy. Ta thấy nhất kìa. À, thấy, thấy. Đã thấy rồi. Anh em lên luôn. Ui. Ui. Thì mình bắn gắt thế. Ô, tuyết luôn kìa. Được. Em bắn thôi, em bắn thôi, em bắn thôi, bắn thôi. Rồi sau bỏ giá này. Thì nó ở sau bỏ giá này nha. Hùng ơi canh để Phúc qua nha. Đâu cái băng là xịn đâu anh ơi. Hùng nha. Anh à. À đây thấy này. Rồi nóng một rồi. Đấy này. Đâu vậy? Trước mặt em luôn. Đâu? Hai nóng hai rồi đúng không? Công lên luôn. Ôi dồi. Ui. Ui thì ở trúng đầu hai viên không chết kia. Chỉ như còn thằng nữa thôi. Đây rồi. Thấy rồi. Ôi vẫn đang nóc. Vẫn lốc à? Vẫn đang còn một thằng nữa. Thấy rồi này. Ôi, ôi vẫn đang nóc. Xong rồi. Sao team mày đông vậy? Ô, ba cờ liền. Ba là quay. Định mệnh lag đây. Súng đi. Đây đang chạy lại đây. Đậu xanh. Lên, I coming to you. Vứt súng đi. Ok. Mẹ là lag thế, bắn một lúc sau thì thấy mất nóc. Không tại anh thì em còn sống dai nữa cơ. Kịp anh. Có mơ ca.
có MK này. MK để anh. Có. Đấy. M249 nữa. Rồi M249 nhờ ông nào bắn đấy, anh không bắn đâu. Em bắn M16 đi. Sao được ít đồ thế nhỉ? Ui, thính đỏ gần thế này. Cái tia gần luôn kìa. Đùa chứ nó sẽ giàu thế nhỉ. Có xe đâm vào nhà kho hướng E. Xe nhà kho hướng E. À thấy rồi. Nó vừa xuống này, xuống đâu chưa? Ơ xe đâu nhỉ? Ô đây, sau lưng mình có xe này. Ô, yếu lắm rồi. Rồi, đông luôn. Ơ có mình nói sao lại thấy nó đi con xe. Thấy nó đi con xe cảnh sát tới. Em mọi người phải thông cảm cho anh. Ui ốp này, ai bắn ốp đi. Ui kìa, cẩn thận mẹ. Trong nhà có ông đứng ông lốt. Này đâu vậy? Trong nhà. Đứng đâu nó bắn đấy nhở? Sao bật tường? Trên nhà. Ôi. Tầng 2, hai thằng máu lê tê tét luôn rồi. Mẹ đông hết, team này phải 3 thằng nhá, 3 hay 4 đấy. Đây này. Ok kìa. Đậu xanh VS, đạn không drop luôn. Nhà Doraemon hả anh? Nhà 2 tầng trước mặt em luôn. Tầng 2 kìa. Tầng 1 cũng có nha. Đông vãi. Đây nó ngó này. À. Bọn này ngoài bo. Mình đứng đây mình canh thôi. Đây, drop nó bắn nó rơi kìa. Cả thính gần kìa. Mẹ đùa, đi cái map này có bao nhiêu thính gần hết cho mình rồi. Bo khép kìa, cẩn thận nha, để ý bo nha. Một thằng chạy ra nhà kho. Một này phải bo kẻ cũ đi. Vào bo nha bê, vào bo mình ca bọn này sau. Bọn này xem bọn nó đi. Ui. Ôi, eo ơi, sao giật lùi vậy ta? Holy. 2 phút. À thấy bạn đang chạy vào đường này. Rồi nốc tiếp. Xe kìa. Cẩn thận trên đồi vẫn đang có tiếng súng nhá. Ui ốp luôn kìa. Rồi team này bị outside và lay zone hết rồi. Ok. Team trước mặt mình luôn có ốp. Đông lắm, đông lắm nè. Chạy đông lắm ạ. Ôi bên phải. Bên phải có. Ui. Đâu ấy nhở? Đây này, nó nằm. Ui, đông vậy, đông vậy thôi. Rồi, nóc 1. Đông quá. Ôi, trời chết rồi. Ở Phúc gạt nóc à? Sao vậy ta? Phúc gạt nóc à Phúc? Đâu, bắn phát chết luôn. Cho hồi. À, vậy chắc là clear rồi đấy. Ôi, thằng ốp bắn anh rồi. Đậu xanh. Còn một quả sấm mốc này. Ở bên phải còn nữa. Bên phải của team. Bên phải lúc nãy clear rồi mà. Đâu, đợi em xem. Đâu không, bên phải cơ, bên phải. Bên phải mà thằng anh chết rồi. Thế á? Ôi bây giờ hết sấm mốc rồi anh em ơi. Ai có sấm mốc quăng hết vào trước mặt đi, xong mình công nhà luôn. Mình công ngay khu nhà trong bo ấy. Ok, từ. Quăng hết anh. Để chuẩn bị công lên này. Trong nhà cẩn thận có một team nhá. Con vong đó. Rồi bị bắn rồi. Ui. Một team bên ngoài nữa.
đây, đây có, nó là người. Đây, thấy rồi. Ơi. Em bị team bên ngoài bắn nữa. Từ từ ông ấy, lùi lại. Hai phút ơi, chết luôn à? Ôi. Ui, đang thấy đạn. Vẫn là còn một thằng nữa kìa. Trong nhà quật nha. Ok. Ô vậy là hai team khác nhau trong nhà. Em gạt rồi, thằng kia rồi. Đang thấy đạn thì À, kìa nó đang lúc đồ kìa. Rồi sao? Thằng này chết chắc rồi. Ok, chết luôn rồi. Còn một team bên ngoài nữa. Đây nó bắn không ơi, nó bắn. Trái không ơi, bên trái. Trời ơi. Nghe mạng lag thế. Rồi vào trong tường rồi, vẫn bị mất máu. Hai bên trái. Ờ nếu không canh trái thì canh bên phải. Bên phải cũng có một thằng này. Nó đang công lên này. Tức thằng bắn nó bắn trên đây. Cẩn thận đấy. Không khéo một team bốn thằng, cẩn thận. Hay quá. Ok. Rồi thấy rồi, từ từ. Ui. Nó yếu lắm rồi, ông lộc ơi. Từ từ. Cứ bò vào đây cứu đã, cứu trước đã. Mình đang còn có hai người thôi. Rồi team nó nóc 2 rồi. Cái này tôi 1 chắc rồi. Team đã 4 thằng đấy. Còn lại quá. Sang lạc luôn anh ơi. Gốc cây chết chưa? Đây, thằng gốc cây thằng công xuống đây. Hai thằng luôn đấy, hai thằng luôn đấy. Ông để ý bên phải đi. Nó ngay sau nhà này này. Qua là thằng kia đi anh. Chắc nó đang cứu ấy. Thấy cái đuôi xuống rồi này. Ờ, nó đấy, thằng bạn nó lại cứu đấy. Anh Hùng kia. Nó cứu xong rồi. Trời ơi. Ui. Rồi. Đi mày. Bắn một lúc sau thôi mới hiện nóc, lag vãi. Lát, em lát mấy cả trưởng ra ấy. Thôi ok, bye bye mọi người nha. Và hẹn lại em ở những clip tiếp theo. Bye bye mọi người.